có bệnh công việc gì nhỉ? Nông nhà. À, này, còn gì nữa? Bếp nhà. À, này, à, còn gì nữa? Bếp nhà đấy. À, còn gì ở nhà? Có bệnh bếp nhà đấy không? Cần những đồ dùng gì? Chúng ta sẽ đưa vào thùng rác tái chế các con nhé. Vâng.